Thay đổi lớn nhất của ga Sài Gòn năm nay là việc phát hành vé và mua vé dịp Tết Nguyên đán 2015. Khác với các năm trước, năm nay hành khách muốn lên được tàu thì thông tin trên vé phải trùng khớp với thông tin cá nhân của chính họ. Hiện tại thì nhiều người dân cũng đang gặp rất nhiều khó khăn để có được tấm vé về quê ăn Tết. Ghi nhận của phóng viên VTC 14 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ga Sài Gòn những ngày cận Tết. Mua được vé là việc rất khó khăn nên không ít người phải mua vé ngoài chợ đen. Điều này sẽ dẫn đến việc vé không trùng tên với hành khách. Ga Sài Gòn triển khai hình thức bán vé điện tử cho hành khách về quê đón Tết từ cách đây cả tháng. Và theo quy định, để được lên tàu thì thông tin trên vé phải khớp với số chứng minh nhân dân đăng ký trước đó. Thực hiện áp dụng cái việc bán vé qua cái hệ thống bán vé điện tử. Và cái hệ thống này thì vé, tất cả các vé tàu đều có tên và số chứng minh nhân dân ghi ở trên vé. Tuy nhiên, người dân mua vé rất khó khăn vì dân vé chợ đen đầu cơ để tuồn ra ngoài thị trường. Mua vé trên mạng, nhưng mà đăng ký trên mạng thì rất là lâu. Nhưng mà xuống đây mình thấy là vé chợ đen cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình sợ, mình đâu dám mua đâu. Mua sợ lên tàu là đi không được. Chợ đen này thì chắc chắn thì giá nó sẽ vẫn leo lên nhiều hơn. Những băng rôn như thế này được căng ngay tại ga để khuyến cáo người dân. Nhưng đến thời điểm này, vẫn còn rất nhiều người mua vé không đúng với tên và số chứng minh nhân dân của mình. Và những hành khách như vậy sẽ khó được lên tàu về quê ăn Tết. Mới thực hiện cái giai đoạn 1, tất nhiên thì nó có hai vế. Một thì nó cũng chưa hẳn là hoàn thiện hoàn toàn. Cái vế thứ hai thì khách hàng mới sử dụng, cho nên là cũng không tránh khỏi cái việc thao tác nhầm. Có thể sinh ra là cái ghi tên và chứng số giấy tờ tùy thân có thể là nhầm lẫn. Lãnh đạo công ty vận tải đường sắt Sài Gòn cũng cho rằng người dân cần tìm hiểu kỹ và nên mua vé chính chủ để tránh lỡ chuyến tàu đoàn tụ với gia đình. Với những vé nếu chứng minh được do người thân hoán đổi, ga Sài Gòn sẵn sàng chuyển đổi tên cho người lên tàu mà không tốn phí nào. Với những vé hành khách đã chót mua mà không đúng tên chính chủ, công ty vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ mua lại trên cơ sở trừ 5-30% giá trị vé, tùy từng thời điểm. Dự kiến, Tết năm nay, ga Sài Gòn sẽ phục vụ 130.000 lượt khách, tăng hơn 6.000 lượt so với năm 2014.